Này cho. Hello các bạn, bữa nay mình sẽ review cái xe của ông anh bạn mình, chiếc Lexus 2024. Cái xe này ông mới mua nhưng mà mình chạy thử rất là ngon. Ok, cái xe này là 2024 Lexus NS 450, I believe that, and nó là hybrid plug-in. Xe này make ở Japan nha các bạn. Bây giờ mình let's do together, let's see. Đây các bạn, chiếc xe này là Lexus 2024 plug-in nha. Nó là NS, cái model nó là NS. Mình không có chiếu ngay cái license plate. Cái license plate, cái government này là cho 5.000 rupee phải không anh Đạt? Dạ. Đây mình chiếu cái phát cái number thôi, mình chỉ cho cái này thôi. Ok, mình sẽ đi một vòng cho các bạn coi cái xe này nó màu. Cái màu rất là đẹp nha. Metallic, black metallic, gray metallic, blue gì đó. Nhìn nó rất là đẹp. Ok, bánh xe nó là bao nhiêu để mình coi coi. 235 60 18, rất là cao ráo. Mình đi một vòng cái xe này mình cho các bạn coi. Ông mới mua về, ông chạy có mấy chục cây số thôi, không kiểu mình chạy thử, mà mình chạy thử mình thấy rất là thích. Coi hoài trước đây, mình đi vòng vô trong mới tôn luôn 2024. Mình nói ông thôi, để mình review luôn. Đây chiếc NX All Wheel Drive 450. Quá đẹp luôn. Chiếc này là khỏi nói rồi. Power trong. Mình tại mình không có remote, chắc chắn là nó rồi. Very nice. Xe này ở Canada nha các bạn. Anh này nói Canada, nhưng mà xe này là order ở bên Nhật. Leather, sunroof, a lot of space. Đây 2018 Lexus NS. Để mình cho các bạn coi hai mét cái này. Chữ J này nè, chữ J là mấy cái Japanese, chị các bạn thấy không? JT nè, J Henry K Show 2024. Chữ J thường thường mấy cái xe mà các bạn đi mua coi là chữ J đầu tiên là Japanese đó. Ok, mấy cái Japanese. Bây giờ mình mở ra mình coi cái máy đằng trước. Cái này là hệ thống chống trộm. Chống trộm luôn, nó coi luôn. Có nghĩa là nè, không có tụi nó không có hát. Cái xe này không có cái này không chạy được. Cái này remote. Đây. Cái remote start đầu luôn hả anh Đạt? Cái này chống trộm thôi. Thôi start top rồi. Cái này là remote chống trộm rồi, ông mới đưa mình. Thôi cái đó không có. Ok. Không có cái này là không có nổ máy được. Cái key là riêng nha. Cái key là riêng, còn cái này là hệ thống chống trộm. Nó gắn với anh tính bao nhiêu tiền vậy? 2.000 không hệ thống chống trộm, nhưng mà bé đời hơn. Anh mua anh số răng mấy pin nó rẻ hơn đúng không? Đúng. Nó phải có hệ thống chống trộm này, bây giờ nó phải chơi cái đó. Đây. Đây là cái máy của nó. Mình cho các bạn biết luôn cái máy nó bao nhiêu chấm. Cái máy nó là 2.5. Ok. Máy là 2.5. Xe mới luôn. Cái điện này là điện orange nha các bạn nha. Cái này là cỡ 5-600V này, neo vào đụng vào nha. Ok. Cái điện này điện 5-600V đó. Đụng vào thì nó giật là giống như là barbecue, nướng giống như là barbecue luôn á. Cái okay, hay là đây là cái hệ thống cooling system của nó. Nó hai cooling, thường thường mấy cái hybrid nó sẽ có hai hệ thống, một cái nó nuôi cái máy, một cái nó nuôi cho cái generator, nó làm cho cái mát máy generator. Hai cái mát máy, cái generator nhất nó xài 0W16 rất là lỏng nha. Ok, very good. Anyway, mình chỉ lên tí coi cho chơi vậy thôi. Tài xe của ông bạn mình nhìn cái màu rất là đẹp. Cái màu để là coi trong đây nó để là cái màu gì. Thường thường trong xe nó để cái màu trong đây nè. It should be để cái color. Let me see. Oh my god, make in Germany. Chữ chừng dần đây luôn. Nhưng mà nó không để này đó, các bạn coi chữ chơi là biết nó make in Germany. Thường mấy cái xe này bệnh lắm. Đây là cái số xe size, bơm vỏ là 33 PSI. Ok.
Should be they could call over here. Đâu có mã số. Quá đẹp. Xin quá đẹp luôn đã. Nhưng mà mấy cái plug in này là thường thường make in Japan không đúng không? Đó là make in make Canada hả? Chỉ có plug in thôi, hybrid thì make ở đây. Hybrid thì make in ở đây. Canada dạ. Yeah. Còn plug in là most of the time là. Cái mẫu xe này đẹp, tôi nhìn tôi thấy tôi thích. RAV4 với Lexus là mấy plug-in là mấy cái. Anh đã RAV4 all model xe Lexus, why không mua cái này? Thành không? RAV4 yeah. Là ra thế luôn là 62 nghìn. Yeah, 62 nghìn thì mấy ngàn mua chiếc Lexus nó có giá trị hơn. Xe này giờ anh đi lúc nào nó cũng có giá trị hơn. Có cái dạng suspension very modern xe Toyota anyway. Yeah. Lexus với Toyota phạt ra để xem. Khi nào mà các bạn có chiếc Lexus nào mà order Toyota phạt để xem. Khác gì? Thằng sau đẹp. Thằng này NS này tôi cũng thấy nó đâu có nhỏ đâu anh Đạt. Thường thường mấy cái NS nó nhỏ hơn nhưng mà tôi thấy cái này đâu có nhỏ đâu. Đúng không? Dạ đúng rồi. Tôi nhìn này nó bự ngang ngửa với thằng 350 luôn á, AS 350 luôn á. Dạ ngang ngửa, hình như nó bự. Nó là 90 thôi. Dạ, nó không có nhỏ hơn đâu. Đằng sau thằng sau kia hình như nó bự hơn tí. Anyway. Ở đây nó có cái bình ở ngoài sau hoặc là cái bình trước. Ví dụ như mình xe mà mình quên á, để hết bình á, thì sạc ngoài trước. Cái chạc không? Cái chạc này chạc không? Ở ngoài trước á, mình vô mình chạc ngoài trước. Ồ, chạc điện. Cái bình ở ngoài trước. Chạc thì điện trước luôn. Thì vậy ngoài sau mình mở. Nếu mà anh muốn chạc là anh chạc đâu chứ không? Chứ này hả? Không không. Ở đây là, sạc cho xe vô điện. Xe rồi điện. Ở đây. Đây gì ha? Bên này xăng. Cái này là xăng đây. Đây là phùng xăng. Phải không phải xe của mình cho nên mình không biết. Đây là cái chạc điện nè các bạn. Bên phải 110 thôi. 110V này easy luôn. Anh nói anh chạy bữa rồi là anh mua này mấy tháng rồi Đạt. Cũng tháng chưa? Tháng rồi mà chưa đổ miếng xăng nào hết. Xăng vẫn còn full dealer. Thì very good. Chạy được 140 cây số rồi đúng không? 1400 cây số mà chưa đổ miếng xăng nào. Dễ sợ. Cái này là nó dán cho anh hay là gì anh Giang? Nó dán, của điều lời nó dán. Nó dán cho anh là nó chặt tiền anh cái gì? Không, free. Everything luôn free. Free yeah. Really? Yeah. That's a good deal. Anh biết mấy cái này không gần cả ngàn đồng á. Không biết nó gắn cái đèn hết, nó gắn hết lại cho anh hay là chỉ dán đó thôi. Em coi nó dán hết lại luôn là phải à. Nó dán hết lại luôn. Tại em rồi cái phiến gờ của em này thấy nó rơi nó dán nhìn nghiêng mới thấy nhìn thẳng khó thấy. Dạ dạ. Nhưng mà nó dán cái này nó bé rồi thôi. Yeah. Đẹp. Nó chống cái stone chip. Dạ. Nhưng mà không biết có nó dán bầm bờ cho anh không. Bầm bờ chắc. Dán, nó dán fender luôn. Fender. Nó dán fender nè. Bầm bờ hình như không có dán. Không có dán. Rồi nó dán fender con tí à. Dán bầm bờ em biết sao không? Dán được không? Khó dán. Tại cái thằng quỷ này nó công công quẹo quẹo luôn. Thằng đó nó dán là nó sẽ dán không được, khó dán lắm. Ok các bạn, xong. Mình review một tí vậy thôi, lại không phải xe của mình cho nên mình không có review gì theo. Hello các bạn, mình sẽ review cái xe 2024, chiếc Lexus của anh bạn mình S450. Nó là hybrid plug-in America Japanese. Nếu mà các bạn nào mà thật sự mà muốn mua xe đó, mà mua hybrid đó, mình recommend mua chiếc Lexus này. Ok. Tại vì compare với chiếc RAV4 mà cái loại mà plug-in nó là cũng sáu mấy ngàn. Cái này ông mua, ông trả hết là on the road là 73 ngàn. Thêm chục ngàn nữa, có xe này better hơn. Ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành chút thời gian theo dõi cái video của mình. Hẹn các bạn lại cái next video. Ciao, bye.